quên. Mẹ đi mẹ ơi. Mẹ nè. Rồi ở đây nha không? Hai hung lợn hung. Quá trời. Nè mấy vợ lên hung bên nè. Mẹ đi mẹ ơi. Mẹ học em không? Sao buồn vậy? Sao buồn vậy? Không nào, không nào nha. Đưa đây. Có nhau. Lấy giỏi thì mừng ngay. Ê, sao buồn vậy? Sao buồn vậy Phiên? Leo lên, Phiên leo lên đi. Má này đẩy ngược hả, ngộ vậy? Đẩy thì nó mới vô, ngất nó sợ mình á. Hả? Đẩy thì nó gặp mình, mình cẩn nó mới được. À. Chứ đẩy vậy nó dòm, nó đâu có thấy mình đâu mà. Đi đi vòng vòng chơi đi. Đây đây. Lâu chứ lâu chứ xe rửa rồi. Đi qua đây, đi qua đây. Nè nội ấm đi nội ơi. Rồi nội đi ra. Con gặp chị hai chị ba chưa? Gặp tụi nó mừng quá. Mừng quá hả? Nào,
Rồi hôm nay khách cũng rất là đông nha. Đó. Yeah, đi chào bạn đi, chào bạn cô chú đi. Hả? Văn lợi cho an toàn. Ủa, cái này chắc là mình làm luôn hả? Mua. Mẹ Quỳnh đâu? Mẹ Quỳnh con đâu? Sao nó buồn vậy nội? Vui lên coi. Lên ơi. Lên ơi. Bán buôn vui vẻ lên coi nào. Đường dê của mình đó. Xe đâu? Xe bên đâu? Xe đâu ta? Xe đâu? Có may hợp được không? Làm online không? Ê chà. Hết bệnh con bữa rồi, đỡ lợi rồi, trang lên nó lợi thôi. Mập lại hả? Nội á, nội hương lắm á, cục vàng mà nội á. Rồi, xe đẹp quá ta. Mùa sương đâu, mùa sương. Mùa sương đâu. Vui coi vẻ đi, muốn bán buôn vui vẻ coi. Vui vẻ lên Vin ơi. Bán buôn mặt cười lên nào. Cười lên nào Vin ơi. Nó buồn vậy nội ơi. Về nghỉ ngơi. Em lấy cái bình thủy và đồn lâm về về phải vô má tư đưa bình thủy rồi hút. Mặt nó buồn. Buồn quá, sao buồn anh buồn vậy? Sao buồn? Sao bán buồn gì mà buồn vậy? Sao vậy? Ế quá con, khách vắng quá hả? Khách vắng quá con không hài lòng đúng không? Thương quá à. Nên mẹ đâu có hôn được. Thôi bye bye mọi người đi. Con bye bye mọi người đi Phiên ơi. Bye bye mọi người. Bye. Bye mọi người. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.